là ngày giỗ thầy, quy quần ở trong nhà cũng có các em. Hôm nay mấy em nó nói là các có đọc cái bài thơ gì đó mà Đông gửi về, Đông nói về rồi tụi nó thích, thì ta nghĩ rằng chỉ có cái bài này thôi. Thích nữa. Bài này là bài đuôi bạn. Vậy thì bây giờ nhớ hay quên, đọc nhớ hay quên thì thiếu sót chút nào thì Đông bổ sung. Thì bài đó là bài đuôi bạn và hy vọng rằng nó sẽ được đăng trong cái YouTube quyển mà của mình quyển học mà tự học sinh Bùi Thị Xuân Trần Hoàng Đạo. Dạ. Bài đuôi bạn này là nó như thế này. Ai đọc thiếu câu nào thì tiếp bổ sung. Ai vẽ giùm tôi buổi tự trường mùa thu lớp 6 thật thân thương. Có hai cô bé vừa quen biết đã hẹn cùng nhau tiếp bạn hiền. Lớp 6 ngày xưa lớp 6 ơi. Mà quên rồi. Lớp 6 ngày xưa lớp 6 ơi sao lại cô hướng dẫn xưa giờ xa rồi. Ta vẫn nhớ dáng người cô nhỏ da nhâm mà miệng cười thật tươi. Cô xếp chúng ta ngồi một chỗ buổi học đầu tiên đã bước cô xếp chúng ta ngồi bên nhau buổi học đầu tiên đã bắt đầu. Ta đâu ngờ được từ hôm ấy hai đứa làm nên vạn buổi sau. Nhiều chấm hết rồi. Một khoảng giữa không nhớ nhưng mà những câu kết là nó như thế này. Ta nhớ trường xưa, nhớ lớp xưa, nhớ đôi cô bé ngây thơ ấy. Ai vẽ chùm ta những buổi trưa. Dài lắm, tại vì bây giờ chúng ta đã già rồi. Lục khà lục khổ. Đông nói là chưa có già. Đông nói với nhỏ bịch gà tổ của ta rằng cái nhỏ An ấy, nó cứ là như bà cụ. Hôm nào ta về thì phải cho nó mặc mấy cái váy đáng thương cho nó, mày dắt nó đi chơi tóc váy nó lên nhé. À, thưa với Đông á, cái này là bánh An làm nè. Bánh An làm cũng ơn thầy. Đó, nhưng bây giờ ăn không thôi, không ăn xuống miệng rồi, ăn xuống miệng rồi. Không biết cho Đông biết nhiều lắm, nếu mà nói là nhiều thì lúc mà Đông lấy đi lấy anh Tuy là chị An khóc. Đông bỏ ta rồi gì đó. Ít kỹ quá. Thôi đừng tình cảm đâu mà giữ mà. Thôi vậy à. Quay con kia nữa, con kia một tí nữa, hai con kia. Không phải quay chứ, để cho bắt Đông thấy rồi. Thôi thôi nữa nữa. Dạ quay phim nghe. Từ khúc đó nó mới chóng mặt đó nghe. Quay lại cho nó giống. Không quay mà nó mê. Sao mà có cái cắt chưa, cắt chưa, cắt chưa. Hả? Không sao được ạ. Cắt chưa đi không? Thôi cắt nha, con cắt nha. Cắt nha, con cắt nha. Thôi con luôn, đi đây.